theo. Đậu xanh này coi phải không? Nó trọng á. Đậu gì cơ? Đậu xanh đúng. Đậu xanh này không? Đậu xanh này không? Đậu xanh này không? Đậu xanh này không? Đậu xanh này À, xin chào tất cả các bạn nha. Thì các bạn ơi, hôm nay mình bị tụi nó troll cũng hơi khá nhiều nha bạn. Thì hôm mình lướt trên mạng, mình thấy được cái mạng troll này nói chung là nó rất là bá đạo nha. Mình sẽ troll thằng cu lụng bạn. Bởi vậy hôm nay mình thức sớm nha, để mình đi mua những cái dụng cụ về để mình chờ cu lùng vô, mình hút cho nó một thang nha các bạn. Đậu xanh cái thằng cu lùng này bữa hổm ha, các bạn thấy không, thằng quay phim nó cho mình, nó chối mình vô cái gốc trứng cá, mình cứ tưởng là nó mở chối là được, nó sẽ cởi chối cho mình nha bạn. Mà đậu xanh nó gỡ chối là được, xong nó không cho mở chối cho mình, nó còn gắn thêm cho mình, xong nó bỏ mình ngồi trò hỏ đó một hồi, mình dẫn bộ xe gì gần chết nha bạn. Bởi vậy thằng cu lùng này bữa nay nó phải bị trả giá cho mình nha bạn. Đây thì sáng mình có đi mua một cái chai ô long siêu to siêu khổng lồ nha bạn. Thì mình đã uống nước hết trơn rồi, mình sẽ để nước lọc vô đây nha bạn. Bên đây mình có mua 5 chiếc hộp vịt thú nha, để mình hốt cho cu lùng một thang nha bạn. Thì các bạn cũng biết rồi, làm cái nghề này các bạn biết rồi, đậu xanh nó hốt thằng nào để được thì hốt nha bạn, chứ mình không hốt đó thì cuối cùng nó cũng sẽ hốt mình nha. Thì bây giờ mình sẽ giấu cái quay đi nha bạn, rồi mình chờ cu lùng vô, thế mình sẽ hốt cho cu lùng một thang nha. Thì các bạn đón xem coi mình sẽ hốt cu lùng nó như thế nào, và cu lùng nó sẽ phản ứng thế nào khi mình cho nó nha bạn. Thì bởi vậy mình khuyên các bạn đừng làm theo mình dưới cái màn cho này nha, nói chung là nó cực kỳ là bá đạo nha bạn. Thôi bây giờ mình sẽ giấu cái quay đi, chờ cu lùng vô, thế mình sẽ hốt cho cu lùng một thang nha bạn. Rồi ok các bạn, thì mình đã giấu cái máy quay đi, không bao giờ mà phát hiện được cái máy quay của mình giấu đâu nha bạn. Thì mình đã chọt lên trên nóc nhà, thì mình đã lấy cái lá dừa mình che lại rồi nha bạn. Thì vô phương cu lùng biết mình giấu phương trời nào nha. Bây giờ thì mình có nhiệm vụ, mình sẽ ngồi đây, mình chờ cu lùng vô tới, mình sẽ hút cho cu lùng một thang nha. Các bạn đón xem coi bữa nay cu lùng nó bị tôi te tua tơi tả như thế nào nha bạn. Thì các bạn biết rồi, nếu mình cho cu lùng nó có nặng quá thì mong các bạn thông cảm nha. Làm cái nghề này các bạn biết rồi, mình không chơi nó cũng chơi mình nha bạn. Đó thì các bạn đón xem coi bữa nay mình chơi nó như thế nào nha. Đây, bây giờ mình sẽ lấy một cái túi này, mình bỏ vô túi mình trước đi nha bạn. Mình lấy hai chiếc vịt thúi, mình bỏ vô túi mình trước nha bạn. Mình chờ cu lùng vô thấy là mình sẽ hút cho nó một thang nha. Rồi mời tất cả các bạn đón xem cái màn tròn của mình ngày hôm nay nha. Nếu tất cả các bạn thấy cái màn tròn của mình ngày hôm nay mà nó hay ho hay là có gì đó hấp dẫn, các bạn nhớ tặng cho mình một like và chia sẻ clip này rộng rãi cho mọi người cùng xem nha. Còn nếu clip này tròn cu lùng quá đáng quá thì các bạn cũng thông cảm, đừng ném đá mình mà tội nghiệp cho bạn. Tại hôm nay mình bị tròn sắc mặt quá trời, mình nói chung mình cũng phải báo hận rửa thù đúng không các bạn. Rồi mời các bạn đón xem màn tròn ngày hôm nay nha. Đậu xanh tao bị thằng quay phim với cụ đen nó chơi tao hốn chịu không thủng luôn. Bữa nay tao sớm nghĩ là hôm tao lướt thằng này để có cái trò này hay lắm, tao phải báo thù rửa hằn. Đậu xanh nó chịu hết chậu vậy, tao cũng không được luôn á. Chịu ké đi. Đậu xanh mày cũng ké nữa trời. Tao tính là hết sớm là tao đi mua dụng cụ xong chơi rồi, tao chờ mày vô tới nè, để tao nhờ mày hỗ trợ tao một tay để tao hút cho hai nó một thang. Đậu xanh nó chịu hết nổi rồi. Bọn chơi nó chơi gì vậy? Đây nè, tao nói cho mày nghe, mày là cái thằng hỗ trợ tao đúng không? Mày nhớ hợp tác sao kỹ lưỡng mày. Đậu xanh tao gặp mày vậy tao cũng liền thấy mày. Không lấy nước mình hợp tác hợp tác nào phản đậu gì vậy? Xanh tao gặp mày tao sợ quá mà đừng mày tao sợ mày bán đứng tao nữa chết luôn mày. Giờ nói chung là thằng nào cũng đụng là chơi, đụng là chơi. Đậu xanh sao mà chơi tao nhiều hơn cho tao nó? Vậy tao gặp mày tao sợ thấy mày luôn. Chứ mày đi chơi muốn tôi cái chơi chứ sao? Bữa nay tao cần mày hỗ trợ tao một cái màn này để tao cho anh hai nó phát không lên xịn tao mới sợ luôn. Ủa xanh tao hú tao hẹt tao bực bội tao ngủ không được. Mày gì mà lá sảnh. Đây nè, hồi hôm tao lướt trên mạng có một cái trò chơi vậy nè, để tao chơi hai nó nha. Mày là cái thằng mồi đúng không? Mày biết ở trong đoàn hỗ trợ không? Mày là cái thằng mồi để tao chơi hai nó. Đúng rồi. Chuyên gia mấy mồi không vậy? Đây nè, một hồi tao sẽ khi mà tao ra phòng hồi tao ra chạy, tao dựng cái vai trước, tao chờ hai nó vô xong tao đi ra, tao ngủ hai nó. Tao nói với hai nó là tao mới học được một cái màn ảo thuật này của thằng bạn tao dạy ra cho tao. Đó. Thì cái chai nước này tao sẽ đổi nắp ra, ở trong đây là chai nước đúng không? Đó.
tao sẽ cầm trước vậy chị nè. Đó, tao sẽ áo thật nha. Tao sẽ nói tụi nó là tao làm nè. Cầm vậy nè. 1, 2, 1, 2, 3. Rồi, bắt tên chương trình luôn. Sao rồi, rồi chơi hết là chơi sao? Cái đậu xanh thì tao nói nó là tao đã. Tao nói nó là cái trò chơi này tao làm khoát bẹp áo thích. Tao chứ giờ tao lọc vô cho cái chai này luôn. Nãy mày thấy cái chiếc gì tao làm đâu không? Không. Thì đó, tao làm ở cho mày coi là nữa nha. Nè, giống như vậy đúng không? Chứ không như ta. Tao sẽ cầm tay, tao nói với Biên, cụ đen. Hai mày coi tao nè, tao mới học được cái trò áo thật nha. Tao làm mà dở lên dở xuống, dở lên dở xuống. Tao chứ giờ tao sẽ lọc vô cho cái chai luôn. Đó, tao làm lại nha. Nè. 1, 2, 3. Rồi thấy chiếc dịch đó không? Không. Rồi, chiếc dịch lọc cái dây cho mày rồi. Rồi sao? Bắt đầu mày mới, mày đứng ở ngoài, mày sẽ bội vô, mày lại, mày nhìn vô chai nước, cái mày nói nè. Ú, sao? Sao làm được hay chứ trời? Sao chiếc dịch lọc được hay hả? Được không? Đâu mày làm lại thử coi. Khúc mà tao lên xuống, xong tao quăng chiếc dịch đi. Là mày... Mày nhảy vô. Cái bộ là tôi dụ nó là chiếc dịch trong đây hả? Đúng rồi, mày dụ nó, nó đu. Sao làm được hay chứ sao? Sao mà chứ giật lộn cho nó chạy được trời, đúng không? Là vậy không? Mày bắt đầu là mày đứng kế bên nó thôi. Mày đứng làm cho nó nghi ngờ. Nếu mày nghi ngờ là bởi mày đứng kế bên nó, lúc mà tao làm xong rồi cái mày đúng làm vô. Nó đu. Sao sao hay với trời? Sao mà chai nước ống mà chứ giật lộn xuống được hay trời? Đó là mày làm bởi tao coi. Nếu mà mày làm được thì mới thành công phải không? Đó là mày làm bởi tao coi. Diễn cho nó là cho nó tin đó hả? Thì đúng rồi, mày phải làm cho tin. Chứ thật sự làm sao mà cái chai nước mà chứ giật mà lọt chẳng được. Là lúc mà ông dục xong rồi tôi giả bộ tôi khòm vô vậy. Đúng rồi, mày giả bộ mày khòm vô mà đi từ xa lại mày khòm chứ không phải là đứng kế bệnh đúng không? Mày đi từ xa lại mày khòm vô vậy hả? Ừ đó nè, có mày thấy không? Mày nói đu đu á đu á. Đồ gì sao mà làm lấy trường này hả? Mà cái màn cho vậy đủ thốn chưa? Vậy? Mà cho vậy đủ thốn chưa? Có tôi thấy tôi thốn rồi đó. Cái đậu xanh chưa thốn đâu. Một hồi hai nói sẽ thốn người này hơn. Đậu xanh mới đầu tao chơi về trước, một hồi tao sẽ chơi hai nói giùm mày. Mày muốn mà báo hàng giữa đầu không? Trời ơi sao cũng được. Mới chơi cái đạp buộc phải chơi là hai nói cho lấy kẹo lấy vốn rồi chứ sao? Mày thấy thốn không? Sao thốn? Đồ gì muốn xanh vậy thành công rồi. Chơi mới sáng sớm vô chưa gì trên. Mày chờ mày muốn trả thù hai nó không? Bây giờ mày chạy lẹ dưới đi, mày thấm rửa thay đồ mới lên, mày chạy lên, tao thấy ra chạy lặn máy bay trước, một hồi hàng nói vô, thì mày nhớ đóng là chạy nha. Cốt què cốt. Đủ xin mày chơi tao được, tao chơi mày được cái sao vậy? Có gì đâu buồn? Quá, đầu không chỉ thối lộn thôi. Đó bây giờ mày chơi nó không mày tao biết. Chơi cái gì chơi phải chơi rồi. Chơi thì giờ mày chơi dữ vậy? Mày vốn không chơi trời. Đúng rồi, đậu xanh mày bị phải đôi này đó luôn chứ sao vậy? Đúng không? Bây giờ mày chạy lẹ dữ đi, mày thay đồ, mày thắng dữ thì kẹ mày chạy lên liền nha. Tao ra chạy, tao đặt mấy ngày trước. Tao chờ hàng nó vô tao hút cho hàng nó thay chắc vậy nè. Rồi vậy đi mở ơi. Đậu xanh mà mày vui cười tới cái gì đâu buồn trời. Ừ đúng rồi. Đi chơi ừ. Sáng sớm vô gặp ông không khoái cả nha. Làm những khoái đậu xanh rồi mày cho tao mày cười hô sao? Ok. Rồi bây giờ chạy lẹ dữ nha. Tao dài rồi chạy. Tao đặt máy quay nha. Cái này chỉ là mà làm mẫu thôi chứ đầu xanh á. Còn hồi tao chơi hai nó một cái mà hai nó không thốn mà như đạn thôi. Đồ đã không? Không có nhiều quá ông ra ông đặt máy trước thì tôi tranh thủ chạy lại. Mày chạy lại lên. Mày vô trước đây quá. Mày vô trước đây quá thì phải vô liền. Chạy lại lên nha. Tốc độ nha.
khu lùng đúng nói các bạn. Nó bị mình nốt trong vố mà nó chẳng biết gì chứ. Nó cứ tưởng là bọn hồi hốt lại hay nói các bạn. Bây giờ mình mới trong đầu mình mới suy nghĩ táo bạo ra thì một cái bàn tròn như vậy nữa nha bạn. Bây giờ mình sẽ không cho thằng quay phim với thằng cu đen mà mình sẽ cho trực tiếp vô cu lùng nữa nha. Tại vì nãy giờ mình dạy nó là bị chát vậy nè, một hồi nó thế nào nó vô nó mồi y chát vậy mà mình sẽ hút cho nó thêm một thang nữa nha. Đậu chẳng hỡi thầy cu lùng đầu có to ốc như trái nhỏ các bạn. Bây giờ mình sẽ tháo cái bài xuống, mình sẽ chờ thằng cu đen với thằng quay phim vô để mình xin nhai nó một cái nha bạn, để cho cu lùng thêm phát nữa cho nó hồn dí lên mây nha bạn, cho nó bỏ cái tật mà đậu xanh nó bán đứng mấy lần nha bạn. Bây giờ các bạn đón xem cho giỏi để mình hút cho cu lùng thêm một thang bồi nó thêm một phát nữa nha bạn, thử coi nó như thế nào nha, nó phản ứng ra sao nha bạn. Bây giờ mình tháo cái bài xuống nha. Chào các bạn nha. Hello các tình yêu. Hello chào các bạn đậu xanh. Hello các bạn. Đúng rồi, phải mình phải lịch sự nha. Mình chơi gì chơi chứ phải là lịch sự là công bằng là cái đó, điều đó phải quan trọng nhất á. Các bạn mà nãy giờ tao đã giống như là nói cho tao mày biết hết là cái màn trò nó vậy. Rồi mày hiểu chưa? Mày nói gì? Cái đậu xanh ốc xoài vậy trời. Nãy không nói gì tôi cũng biết đâu, có nghe nói gì đâu trời. Cái đậu xanh mày đầu to ốc xí nhò, nó nãy nói gì không hiểu luôn. Ông tôi không có nghe, tôi không nghe ông nói là cho ông lụm xíu nào cho tôi không nghe luôn á. Mày không nghe luôn hả? Không nghe. Thôi vậy thôi, dẹp đi mày. Đậu xanh nó thiệt vậy. Tao mày nói lại tao nghe hỏi coi y vậy không? Dạ. Mẹ mày đi. Trời ơi, nó cái đậu xanh. Nói chung là biết rồi. Nói chung là biết rồi, hiểu rồi. Biết mà mày phải hợp tác điệu nghệ vậy phải không? Đang thằng lùm nó mới mắc ngu. Đúng rồi. Lát không? Lát hồi ông bóp chai nước này vô mặt ống. Đúng rồi. Đập cái trứng này vô đầu ông. Là tao húp một cái. Húp cái phất đúng không? Đã trên là mình nến nó liền không? Tôi đập vô đầu ông. Cái đậu xanh nó đập vô đầu em chết liền. Chứ sao vậy? Bữa nay đáng ra tao chơi hàng bay. Nhưng mà thấy thằng lùm này phải chơi cho nó tới máu luôn phải không? Đợi tao mới chơi thêm phát nữa đó. Ông nói là cái ai? Tao nói là bữa nay đáng ra tao chơi hàng bay, tao sợ gì tao dám nói. Đồ ông nhớ kỹ cái trứng này tôi nha. Cõi nó. Nếu mà đập tao thì tao không trứng vậy. Đậu không hồi tao đưa mày trứng nè, tao không gọi trứng vậy. Tao sợ mày đậu xanh mày đập tao tống tao trộn mày được sao? Đúng không? Tao không sợ. Nói chung là vậy đi. Ok. Ok. Nói chung là mình đã công bố cho thằng cu đen với quay phim cái màn tròn này nó như thế nào hết trơn nha bạn. Thì mình lấy hũ bấm bút cho thêm để mình cho nó tăng kích thích để mình chơi cu lùng thêm khác nữa nha bạn. Đúng rồi. Bỏ xu đẩy đắp bà xu. Ô cái này. Cái này có trái cốc ăn được nè. Trái cốc thích thèm nhưng bị chơi lùng cái cốc mới chịu. Cái đậu lùng trái cốc đó. Ừ trái cốc ơi, cái đậu lùng cái trái cốc đi. Thôi ông lùng không mặn cái đậu ông ơi. Cái đậu ông dốc lên thôi. Uống. Đậu này uống ha. Lắc lắc nó không sạm chưa đâu. Tao làm bartender. Tao làm coi tao làm bartender cái trái hủng muốn nó chạy vậy. Kìa chạy nước kìa. Ờ nó chơi chạy nước kìa. Có hiện cái nó đẩy lên coi mà chạy. Nắp đâu có kính. Trời ơi. Ôi nó đục nhẹ hả. Như y chang sô cô la luôn cha. Sô cô la. Chó có lát, chó dặn yếu sực. Ây, yếu sực. Ây, trời ơi, trời ơi. Sao? Đi uống khác, mình nhóc cho ông tao ra. Đậu, không có hiểu cái cha. Tèo lắm rồi. Chị mình làm bắt tên đơn. Không ít đâu rồi. Mến nè. Còn mấy hũ giống nó kệ. Ừ, nhóc hết trơn. Trời ơi, hũ này cũng thú vị hữu nữa. Trời ơi, hũ này ngàn năm mới vậy trời. Làm sao vậy ta? Ông siết hồi mình tạc đi. Ông lát hồi tôi rửa. Hồi tại đi ông lùng nó nghi rồi. Rửa nha. Ừ đừng rửa. Trời ơi xanh thì tình ba tính tới thích thèm nha. Trời đất quỷ thần ơi, cầm cái này nó còn thuốc dẻ nữa. Nó đục ngầu luôn rồi cha. Rửa rửa rửa. Nè mày làm ba tính đó đi. Thôi thôi lắc quậy ông đi. Mày làm ba tính đó đi đậu. Trời ơi. Đây nè. Bây giờ là lấy cái gì rồi bạn ơi. Mình bẻ là mít khỏi, tao chế chổng luôn à. Chế được không? Sao không? Nó chảy đi. Chế vô chổng miếng rồi mình chế nước vô thôi sao? Ừ. Chế hết cái này vô trong đó luôn. Ừ thì chế đó. Còn mình chế thì mình bỏ vô cái đây. Thôi, đây bây giờ mình sẽ pha bấm guốc vô trong cái chai nước này nha bạn. Để con xàm ảo thực này nha. Đủ, đủ, đủ. Dữ quá. Kỳ gì vậy? Trời ơi. Ủa đó nó bị cái khen quá tét khen rồi. Đó, cho thêm miếng. Thôi thêm miếng nước nữa đi. Thêm chuyện đồ đậu xanh túi nhẹ. Vô rồi. Thôi, rửa cái sàn có gì ông lùm hỏi là nó sàn sáng sàn dơ quá tôi không rửa nha. Ừ đúng rồi. Nè, bây giờ tao đi cho mày cái công việc trước nè. Mày giống túi mày đi. Giống túi à? Ừ, tao. Túi nhỏ quá sao giống được ta? Hả? Thì giống con túi đi. Bây giờ mình sẽ cầm cái chai nước này vô, dưới trứng hột vịt này vô nha bạn. Một hồi chừng nào lùm vô thì mình sẽ cầm cái chai nước này dưới trứng hột vịt này ra chứ phải làm giống nha bạn. Thôi cô lùm nó ghi cái là nó không mắc mua anh em đâu. Không, bây không. Giờ tụi bay đặt máy bay đi, xong rồi tụi bay phải y như là nãy giờ tao bàn tụi bay nha. Con nhỏ hay thì kia thì chơi nhất trận ai phát luôn. Không có gì chứ. Thôi bây giờ mình vô nhà nha bạn. Chờ lùng nó ra tới là mình dài nha. Các bạn đối xem coi lùng nó có bị dính chưởng là cái mặt nó như thế nào nha bạn.
bây giờ nên mình dọn dẹp xong nha các bạn. Nó giống nặng. Công nhận sợm ghê thiệt. Chút xíu là hai mình bị dính thấy mẹ rồi. Trời ơi, dễ dính. Tôi không có bao giờ chết được hết. Hay quá. Thôi lau khô đi mẹ ơi. Lau đi khô. Cái đồ mùi thèm lau khô đi. Nó mình sáng sàng vô mình rửa rồi. Dạ. Ông làm gì lau khô đi giống đâu. Thôi giờ về đi. Anh em mình kết ối là tình yêu. Trong 3 lỗ 4 lỗ 1 2 3 4. Má, có gì vậy? Vậy thông 3 lỗ 4 lỗ vậy thôi. Không từ lỗ của lỗ thì cha sao tào lao cha. Chi. Đâu trễ bữa nay trễ không Lộc? Trễ. Ai sao trễ vậy? Chuyện. Chuyện gì vậy? Chuyện gì á? Chuyện nhà hổ làm gì trời? Thì chuyện nhà của ông ta vô duyên cũng hổ vô nội. Lỡ sáng vợ ông ngủ vô phòng làm. Ê biết được. Ông xem. Thôi lộn bà đó không. Xin sorry không dám hổ. Vô phòng cho con bú. Vậy. Không biết con nào bú à? Cho con bú. Ủa? Cho con ổng, vợ ổng kêu. Con ổng là thôi bú rồi. Con chào bán hả? Ê biết rồi, tính tình nói cái bình sữa của hồi một chút lá. Lá không? Sáng uống nước cái trời. Mấy câu gì vậy, cười dữ không nội? Thằng bạn của tao nó mới dạy cho tao một cái màn ảo thuật. Tao nói mày trên cả tuyệt vời luôn. Mới mốt tao sẽ có cái màn ảo thuật này. Tao sẽ đi biểu diễn đường phố luôn. Ai vậy? Tào lao. Bạn tao chứ ai? Vậy chị. Bạn tao nó làm ở bên là nằm ở bên thổi kèn tay á. Ủa thổi kèn tay mà thật. Mà đó. Có cái đuôi xanh này. Những cái màn ảo thuật của nó là hơi bị bá đạo luôn đó. Cũng là thổi kèn tay liên quan gì ảo thuật. Cái đậu xanh mày những cái mà thổi kèn tay lúc nào tao có ảo thuật chứ mà. Có ảo thuật. Nút kiếm nè, rồi nút gắn ở lỗ mũi nè. Ủa rồi nó chỉ gì sao? Nó chỉ tao rất là đơn giản luôn. Một cái mạo thật nói chung là nhẹ mà gom. Mười mốt anh em mình có thiệt chứ mà đi ở thật đường phố mà không hay tao mới sợ. Kiểu này người ta cho ghép. Ghép cái đậu xanh này mày chưa thấy đâu, tao cho nó làm sao biết được. Rồi ông làm. Nghĩ có một trò. Thôi đi ông luôn. Tao nói mày cái trò này là hơi bị đỉnh luôn. Đâu nói sao nó sơ sơ. Nè, trên tay cầm một cái chai ô long bự không? Ông nuốt cái chai đó. Cái đậu xanh mà cái nuốt cái chai làm sao ở thật được. À biết rồi. Làm gì? Cái này là ở trên mạng nó có nè. Mạng gì? Wow, tao thật mà trên mạng. Trên mạng gì mà? Cái gì nói đây? Mở mày nó ra dạy tao mày ảo thật rất đơn giản. Nè, tao sẽ mở nó cái chai này ra phải không? Nè. Rồi tao sẽ uống một phát một hết luôn cái chai phải không? Đủ xanh mà cái chai này uống hết mùi ngao chắc bú luôn quá. Nói gì? Nè, tao sẽ cầm cái hộp dịch gì nè. Làm cái sụp một cái là trước giờ tao lọc trong tay luôn. Sao làm được đâu tụi nó? Đủ xanh mà nó mới ảo thật. Có đó nhưng mà diễn dở mà. Những cái màu thật này là tao nói mày không phải khi khơi mà có đâu. Đậu xanh. Ở bên này tao thấy rồi đó. Người ta sao? Bây giờ là sao? Mày quay nè. Thấy chứ không trời. Vì vậy là mày biết rồi đó. Mày có coi. Bộ mày thường mày coi mấy đám mà tao muốn học tiền lắm không? Mấy tiền tay thổi lắm. Ta làm thường luôn á. Cái đó người ta làm còn ông này làm sao được? Cái đậu xanh nó dạy tao tao làm được. Ông không bao giờ làm được rồi. Thằng này tính ngáo luôn. Sao mà? Là cái tướng này vô chứ. Làm được. Tướng vô trai luôn. Cái tướng dịch bự nè. Lọt trống luôn. Ô bể lắm. Mà cái tướng dịch không bể nha. Sao mà không bể được em đây? Không bao giờ. Vốt là hồi trai. Cái chiến dịch nằm trong đây đó. Cái chai này có một cái loại nước thần kỳ không? Nó nhờ cái loại nước này nè, là cái hộp dịch lọt vô nó không bể. Cái nó nâu nâu cái nâu nâu luôn nữa. Cầm cái sữa chứ gì hỏi. Cái nước của người ta sao tao bên tao mặc biết cho đây biết được. Mặc biết cho đây biết phải làm sao mà làm được. Ra là khoa học ở trong đây với ông nội ơi. Không phải khoa học đâu. Cái nước này cái nước này á là nhờ cái nước này cái chiến dịch nó mới. Nè chắc là cái đó là khoa học rồi chứ đâu phải ông thực. Chắc cái nước này là cô Lùng biết đấy. Chứ không. Thấy là mày biết nước nào. Sao không biết. Biết không? Mày biết chắc rồi. Cái đó là khoa học chứ đâu phải ông thực nữa. Ông thực. Cái đậu xanh mày làm hết rồi. Cái nhà cái nước này nè nó hết cái chiến dịch vô á là nằm chậm. Mày bỏ vô cái lọt chiến dịch chậm được không? Mày bỏ được. Đó, rồi lọt không? Không được rồi. Sao mà lọt được? Rồi đâu? Người ta thấy có con thằng chú, người ta đọc, người ta mới làm, mới lọt chống được. Dừng ơi, mở cửa hả? Nó không tao làm cho thử. Rồi đâu thử đi. Hai này bởi vậy, tao thử. Tao sẽ cho hai tay mở rộng tầm mắt. Ông nói tôi không tin. Có lẽ lắm rồi. Rồi biết rồi.
là mày có biết được cái mặt của thằng Sài Gòn không? Sao quá kêu đủ chân cái nó mày mày tin mấy lần đó. Tiêu nó có hạt nhưng mà ông xào mình nghi quá, ông xào là không được. Ừ. Không, nhưng mà tao thì mới tập không, tao học làm không được nhanh hơn như người ta thiệt, nhưng mà có thể làm thực hiện thành công, nhưng mà từ từ nó mới nhanh được không? Đâu từ từ rồi có thiệt. Ông làm thử nó không tin, ông làm thử lẩu xanh đấy này bực dưới nó đâu mà tin được. Ông tin ông ơi, nhìn cái mặt ông tin sức nào lắm. Thằng bạn thân tao á, thằng lắm nó mới chỉ được cho tao cái gì hết. Không phải gì giỡn đâu. Ông có biết nút kèn không? Ông thổi kèn tay thì cho thổi nút kèn. Nó nuốt một cái kèn nữa. Nó nuốt một cái kèn nữa. Cái gì mà thổi? Thổi. Tôi nghe nút kiếm mà vừa nút kèn. Đây nè, bữa nay tao sẽ cho tao bay. Vậy là ông chỉ cho ông thổi kèn mở rộng tầm mắt. Nè. Trước giờ tao đang cầm tay không? Rồi. Sao để đây? Nè, tao vuốt lên, vuốt xuống, vuốt lên xuống tao thúc một cái là trước dịch là con chổng luôn. Đó, trước dịch không để luôn nha. Đó là đỡ rồi. Nhưng mà tao làm nhanh tay lắm nha. Tụi bay cố gắng nhìn. Ừ, ông nhanh tay hơn mắt tôi mới sợ. Cái đậu xanh bữa này nó không tin trời. Vậy là cái mẹo thôi chứ ông gì. Không có mẹo. Ông thích luôn. Tụi nó nghe hả? Lòng đây mà. Nó nghe nè, đó tới giờ nó chưa thấy bởi vì nó không biết mà phải. Bởi vậy mày chưa thấy quan tài, mày chưa đổ lệ. Ừ, xanh thì tận châm. Có vậy đó không con. Vậy cái từ đó giờ mày thấy trước dịch nó bự vậy không? Mà nó lọt vô trong được cái chai này không bao giờ làm được. Ok không? Nhưng mà tao làm được, bởi vậy mấy mốt tao mới đi là biểu diễn đường phố được. Wow. Thấy không? Biểu diễn có nhiều bài, nhiều bài chứ có bài này. Đủ sức một bài đủ hết bậc già rồi, nhiều bài. Nhiều bài mà từ từ không có sao. Thông thường cái chứng này ừ. Mày tự nhiên động mày bỏ vô. Không làm thử nó không? Với điều kiện là tao bỏ vô đây nè, chứ cục dịch này nó không bể nha. Nó còn nguyên nằm trống luôn á. Làm thử coi. Nè mày coi thử coi trong đây có cục dịch không? Không dịch có nha. Ờ không có. Có rồi. Đúng không? Ừ, có rồi. Nè coi coi thấy không? Chỗ này không có cục dịch không? Thấy không? Mà được nào sao biết có chứng này trống không? Đậu xanh mày vậy sao mà có chứ vậy này coi như thế có không? Ừ. Có không? Không có. Nè. Thầy Tú rồi. Đúng rồi. Ông bá la xì bù. Đậu xanh mày biết đậu không bị dối nữa. Đúng rồi ông thầy gì rồi đó. Nói chung là đập nhí trong miệng thôi. Có kỹ nha, có kỹ nha. Để tụi bay bắt trước nữa, không mày làm, không mày phạm lỗi, tội lỗi nữa. Có kỹ được nha. Nè, coi kỹ nha. What the hell? Không, nó không tin ông ơi. Để nó lại cho nó tin. Mày đừng làm cho con tâm. Ông làm như mấy cái đồ tì á. Nè, bắt đầu nè. Mất theo, đậu xanh mày coi phải không? Nó trọng á. Đậu chứ có. Đậu xanh, đu. Tự nhiên ảo thuật từ trên tay chứ không việc từ trên tay mà lên đầu luôn. Mày càng làm cái này, mày càng làm cho cái coi nào. Trời ơi, có dịch này luôn. Tưởng đâu là cho hai nó hợp tác với ông. Mày con nghĩ ra trước trên tay. Trời ơi. 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 Ha, 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 ha.